Hello nhâm, chào mọi người nhâm, chào mừng bạn quay trở lại channel mình là từ đường phố đây, chào mừng mọi người nhâm. Anh em bây giờ thoải mái và thư giãn xem clip của mình, anh em hay đừng quên like và share, đừng quên đăng kênh, đăng ký bên góc trái mình nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Ok, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì chúc em buổi sáng vui vẻ, anh em không mình vào xem video mình cái vẻ thoải mái nhất. Và sáng nay chúng ta cũng đi điểm của Evan thật tiết và vui chơi sự kiện trong ngày hôm nay nha. Để xem hôm nay có gì nào, hôm nay thì trời đẹp anh em, có gì đây, có tuyết mọi người. Tuyết 12h11 đến 13h11 nhá. Và mưa lớn 18h40 đến 19h40. Anh em tranh thủ thời gian bắt nhá. Đó, Pokemon này chỉ có tranh thủ thời gian bắt. Tiếp theo nhập quản gia quét đấy anh em. Nhập quản gia làm việc cái tính tiếp. Rồi. Ok. Em phần hôm nay xem có gì nào. Sáng nay thì mình vừa làm nhẹ vào 315 kim cương nha mọi người nhá. Đó, vì sáng nay có bản quay kim cương, mình đang chơi kim cương đấy anh em. Đã vào chơi sự kiện tí. 10 hôm nay là cháu Ares. Con này thì nói chung con này cũng chẳng qua anh em nó chơi đâu, cũng không nên chơi. Tiêu phí. Ưu đãi toàn dân. VIP khủng. Ok, vật phẩm hôm nay quét x2 phẩm rơi nha mọi người nhá. Lại có thêm thẻ gộp rồi anh em, nay lại x2 thẻ gộp rồi. Ngon này. Cái này được này. Quả hot, nhận phát. À, dương thần thú à. Ôi, không để ý này, hóa ra dương thần thú anh em. Blue Rusan gì là con gì? Đơ luôn mọi người. Blue Rusan đúng không? Ô, nó là con gì nhỉ? Đu này không nói anh em. Đe rao ra này. Trời. Lúc của mình vừa rút ra là con gì ta? Để mình xem nào. Mình sẽ search trên máy để xem anh em. Tìm trên máy nó sẽ dễ ra hơn. Đây mình sẽ có một máy còn lại. Mình sẽ bật YouTube lên. Tìm từ khóa, với từ khóa đó là UN. À, mình biết nó là con nào rồi anh em. Để cỏ. Ôi rồi ôi, tưởng cháu nào. Đây anh em, đây nó đấy. Tưởng vớt được bên ngon, cuối cùng phải. Em ơn quà hôm nay ngày cuối nha mọi người nha, tranh thủ ra này. Anh em nào đang có nhu cầu lên cặp BY lên tranh thủ ra nha. Hôm nay ngày cuối nó bán đồ quà này nha. Còn đâu cái đổi thì vẫn còn đứng còn thứ hai cơ. Còn cái này thì hôm nay tranh thủ này. Anh em nào có nhu cầu liên hệ mình luôn. Này, làm video mà tiền hoán luôn cho. Đây bàn quay kim cương anh em, sáng nay lại bàn quay kim cương. Lâu lắm rồi thấy bàn quay kim cương. Cái bàn quay kim cương của Việt Nam mình ấy thì gọi là quay cho nó vui thôi anh em. Đó, tham gia gọi là cũng vui chơi sự kiện cùng mọi người cho nó vui thôi. Đấy, cho nó quay chắc nó chả bao giờ thu về được bao nhiêu rồi. Đó, thì cũng quay đấy. Ôi trời ơi, hay mình có bảo mình để vào để làm ít kim cương tiêu sự kiện mà như này thì chắc không có đủ kim cương để tiêu sự kiện anh em. Được 1k1 trời. Thôi cũng được. Thôi thì ăn quà tiêu phí. Em vẫn đổi thì vẫn đang diễn ra nhé. Đây cặp BY các thứ kiểu anh em này. Đó. Ở bánh bá chủ các kiểu ăn con đang diễn ra nhé. Thế rồi. Reset tính cách hồi tài nguyên.
Giờ ấn phục hồi tài nguyên phát là coi như hết kim cương. Phục hồi tài nguyên phát coi như hết kim cương. Còn hết thì hết cũng phải phục hồi phát anh em. Đó. Qua mình mới lâng cháu Hoppa lên 8.2 triệu những người nhá. Giờ thì quét theo gộp này. Đấy, 348 thẻ anh em. Đấy, quét như này nó mới sướng. Rồi, kiếm thêm thì được con không? Xem trong túi bánh mì đợt này con không? Còn hai cánh mì thôi mọi người. À, mình cũng đang tính livestream lại chưa nhá. Chưa livestream lại kéo tốc độ lên server. Bữa nay vì tốc độ lên server rất là nhiều anh em cũng cần kéo. Mình thì bữa nay cũng đang đi, mình sợ mới lại chưa là mình cũng đi rồi. Thì mình cũng đang bảo chắc tiện mình cũng rảnh mình sẽ kéo anh em luôn. Đó, nhưng thấy sao? Đang tính livestream chưa lại. Do bữa nay thấy ít anh em xem kênh live quá nên là mình cũng kiểu không muốn lên nữa. Không còn đông vui, bữa nay anh em phải đi học rồi. Bữa nay đa số anh em phải đi học khá là nhiều, thế nên là nó không còn đông được như ngày xưa nữa nên là nhiều khi mình cũng ngại vấn đề lên like. Để đột phá này, mở hôm nay vào mở mở sạch luôn. Lâu lâu phải dọn túi tí anh em. Đó, tính mình nó hay vậy, hay đi dọn túi này lắm. Ok. Còn hai cánh mì thì cũng dùng tạm thôi chứ biết làm sao giờ. Hơn 300 điểm thể lực. Không lên cấp nào luôn à. Bạn bè tạm luôn đi. Vẫn thiếu. Cay. Rồi, nâng cấp phát anh em. Lâu lắm nó không nâng, nâng phát. Đó, lên 10 level luôn. Lâu lâu không nâng và nâng phát lên 10 level, nước chuyển nó mới lên hoàn thoải mái. Rotom. Đấy, báo vàng mấy ngày hôm nay rồi. Xem nào còn gì nữa không. Đây nhìn mét. Nâng. Thấy chưa? Kỹ năng, uầy, hoặc kỹ năng điểm nhiều hay, hoặc kỹ năng điểm rất là nhiều, điểm nỗ lực speed này, từ mình xem, đam, điểm nỗ lực HP, team mình thì vẫn đang cần speed anh em, đó, nâng điểm nỗ lực speed lên, nâng cái này khá tốn điểm đấy. Rồi nâng thêm cái này nữa, cái này anh em muốn nâng lên nâng này. Ok. Sức mạnh có gì đâu. Vẫn còn đang chưa có mà. Nhắc mình nhớ vào hàng Ultra xem nào. Hàng Ultra. Vẫn không rơi ra mọi người. Vẫn chưa rơi ra mà cái bé đấy. Nó nhận quà. Nhận. Lẽ ra đây nó nên có cái bánh mì hay gì đây này anh em, là động viên anh em tiêu xài nó sẽ hợp lý hơn. Ok, hôm nay có ăn bao nhiêu cũng ngày mai nữa là đủ thôi. Hôm nay ngày mai nó làm nhiệm vụ là chắc đủ 1000 điểm anh em. Tuần này mình hơi thiếu nhiệm vụ nhá. Đó, hơi thiếu nhiệm vụ một tí này. Ở bây giờ chúng ta làm vài trận PK lên server những người nhá. Trước tiên mình sẽ quét nốt thể lực đã. Rồi, đã có 1.900 cái thẻ. Bộ lưng cho Y à. Thôi, bộ đôi là cái Anatot mình đang còn hơi yếu anh em. Hơi yếu kém, chắc lưng lên cho bộ này tí. 21, đủ lên 22 không? 22. Còn này đủ lên 22, cho lên 22 chứ anh em. Rồi. Đó,
bộ đôi này còn hơi yếu kém nha, có gì bổ sung thêm cho bộ đôi này tiếp. Con này cho lên 23 luôn. Được chiến gần ngang ngửa nhau rồi. Ok, đi PK thôi. Chúc anh em xem video vui vẻ nhé.